Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, 26 tháng 9 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang có hơn 500.000 doanh nghiệp. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có từ 1,5 triệu tới 2 triệu doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã được nhắc tới. Trong đó, có lẽ hai vấn đề đang được quan tâm nhất là tư vấn ý tưởng khởi nghiệp và xây dựng những thiết chế tài chính cung cấp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông tin chi tiết có trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, tới đây có thể Chính phủ sẽ tiến hành một số việc, như một là xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia và các trung tâm hỗ trợ cho khởi nghiệp. Hai là đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp cho xã hội. Ba là xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các chính sách tài chính, tiếp cận tín dụng cho hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tăng tốc khởi nghiệp, có các thể chế chính sách liên quan tới thuế. Thuế thu nhập cá nhân trong các giai đoạn phát triển của những doanh nghiệp khởi nghiệp. Có chính sách tín dụng, sử dụng trí tuệ như tài sản và tăng cường vai trò của ngân hàng thương mại trong giai đoạn tăng tốc khởi nghiệp. Với nhan đề nông sản Việt trước sức ép cạnh tranh từ ASEAN, báo tin tức cho biết, không chỉ các nông sản thế mạnh như gạo, các ngành hàng khác như rau quả, mía đường của Việt Nam cũng đang phải chịu sức ép rất lớn khi cạnh tranh với nông sản các nước trong khối ASEAN. Nếu quá trình tái cơ cấu nông nghiệp không được tiến hành nhanh chóng, thì nguy cơ mất thị trường nội địa ở một số mặt hàng đang dần biến thành hiện thực. Theo tiến sĩ Đặng Kim Khôi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, bên cạnh gạo, ngành hàng rau quả được đánh giá sẽ chịu sự bất lợi cao khi hội nhập sâu rộng. Với ưu thế về chất lượng, sự phong phú về chủng loại, khi thuế quan không còn là rào cản, rau quả nhập khẩu sẽ tràn ngập thị trường và cạnh tranh mạnh với hàng nội địa. Khó khăn trên cũng đã được chính vị tư lệnh của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa nhận. Chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nông sản Việt Nam có cơ hội đi thị trường quốc tế nhiều hơn, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa thế giới, với những nước sức cạnh tranh mạnh. Với hơn 7 triệu người khuyết tật, Việt Nam được xem là nước có tỷ lệ người khuyết tật cao khi chiếm tới 7,8% dân số. Tuy nhiên, phần lớn người khuyết tật Việt Nam khó tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi cần những cách tiếp cận và giải quyết mới trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đề cập nội dung này, báo Nhân dân cho biết. Theo Phó Cục trưởng Bảo trợ xã hội Nguyễn Ngọc Toàn, bảo đảm an sinh xã hội cho người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động và đang làm việc là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam. Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chính sách tốt để bảo đảm người khuyết tật hòa nhập. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật, nhất là nhóm người khuyết tật có nhu cầu việc làm, cũng còn hạn chế nhất định. Phần lớn người khuyết tật gặp nhiều rào cản khi tham gia thị trường lao động, khó khăn trong học nghề, tìm kiếm việc làm, năng suất lao động thấp, dẫn đến thu nhập thấp. Để giải quyết vấn đề an sinh xã hội đối với lao động khuyết tật, cần có hướng giải quyết, tiếp cận mới trong thời gian tới. Đó là tập trung vào hệ thống an sinh xã hội, phi chính thức và cần xây dựng những cấu phần an sinh xã hội đối với các nhóm đặc thù như người khuyết tật. Trước vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, nhiều cửa hàng bán thực phẩm sạch ra đời. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Vĩnh Phúc, việc phân phối, tổ chức bán hàng và nhân rộng mô hình này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này do một bộ phận người tiêu dùng còn tâm lý hồ nghi về chất lượng thực phẩm sạch. Phần lớn người tiêu dùng quan niệm cái gì của mình làm ra mới là hàng sạch. Vì vậy, để tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, theo bài viết, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch cần chú trọng xây dựng thương hiệu bằng chất lượng. Trước khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, cần quan tâm nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu thị trường, tâm lý khách hàng ở từng địa phương để có cách thức cung ứng phù hợp, tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm việc sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đúng quy định. Ngập lụt sân bay thiệt hại hàng chục triệu đô la là tin tức quốc tế nổi bật trên báo Giao thông số ra hôm nay. Theo bài báo, hiện tượng ngập lụt tại sân bay đã và đang diễn ra tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, từ các nước phương Tây như Mỹ, Anh đến phương Đông như Indonesia và Đài Loan, Trung Quốc, khiến giới chức đau đầu tìm cách khắc phục. Bài báo cho biết rất nhiều nguyên nhân khiến sân bay bị ngập lụt như địa thế trũng, tắc nghẽn đường thoát nước.
đặc biệt là do hiện tượng thiên nhiên, nhất là trong bối cảnh hiện tượng nhà kính và biến đổi khí hậu gây ra các thảm họa thiên nhiên bất thường. Các chuyên gia khẳng định, để đưa ra biện pháp chống ngập 100% cho sân bay là rất khó, nhưng các nhà điều hành có thể tăng cường sức bền của sân bay trước ngập lụt và thảm họa thiên nhiên khác, tăng cường khả năng phục hồi và nối lại các dịch vụ nhanh chóng. Bất chấp những nỗ lực làm dịu tình hình của chính quyền, biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ, sau khi một người da đen bị bắn chết tại đây. Cái chết của người da đen là khởi đầu cho hàng loạt cuộc biểu tình, có lúc biến thành bạo động ở Charlotte. Tuần trước, chính quyền bang Bắc Carolina đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới Charlotte nhằm ổn định tình hình. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Hàng trăm người đã đi qua các tuyến phố ở trung tâm, tập trung trước trụ sở cảnh sát để phản đối việc cảnh sát bắn người da màu, kêu gọi cảnh sát dừng các hoạt động hung bạo. Một số người dương cao biển hiệu có hình ảnh dấu vân tay đẫm máu kèm theo khẩu hiệu Aminic, thể hiện sự sợ hãi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cảnh sát. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.